Volkswagen Taos 2022 là SUV sở hữu ngoại hình ấn tượng, nhiều trang bị cùng khả năng vận hành mạnh mẽ trong phân khúc. Tháng 6 tới, Volkswagen Taos 2022 sẽ chính thức được mở bán tại Mỹ. Được định vị dưới Tiguan, SUV cỡ nhỏ này có 3 phiên bản gồm S, SE và SL. Giá khởi điểm của phiên bản S là 22.995 USD khoảng 529 triệu, chưa bao gồm 1.195 USD khoảng 27 triệu phí vận chuyển. Tao cạnh tranh cùng Honda CX-5, Nissan Rogue Sport, Hyundai Tucson, Subaru Forester, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander. Các trang bị tiêu chuẩn trên Volkswagen Taos phiên bản S gồm hệ dẫn động cầu trước, đèn pha LED, giá nóc, mâm xe hợp kim 17 inch, màn hình giải trí 6.5 inch, màn hình kỹ thuật số 8 inch và camera lùi. Nếu lựa chọn phiên bản S với hệ dẫn động 4 motion, khách hàng cần chi 25.040 USD khoảng 576 triệu. Ngoài hệ dẫn động 4 bánh, gói trang bị này còn bổ sung thêm sưởi ấm cho hàng ghế trước, vòi phun nước rửa kính, sấy gương chiếu hậu. Volkswagen Taos phiên bản SE biến thể FWD có giá 27.245 USD khoảng 626 triệu, còn giá của biến thể AWD là 28.695 USD khoảng 660 triệu. Phiên bản này dùng mâm 18 inch, giá nóc màu bạc, ốp gương chiếu hậu cùng màu thân xe thay vì màu đen như phiên bản S. Di chuyển vào bên trong cabin, màn hình giải trí kích thước 8 inch, hệ thống âm thanh cao cấp hơn. Đồng thời, phiên bản SE còn có thêm sạc không dây cho điện thoại thông minh, cổng sạc USB Type-C, ghế ngồi bọc vải giả da. Hàng ghế trước có sưởi ấm với ghế lái chỉnh điện, cửa sổ phía sau tối màu. Phiên bản SL biến thể FWD có giá niêm yết 31.490 USD khoảng 724 triệu, còn biến thể AWD là 33.045 USD khoảng 760 triệu. Phiên bản này dùng mâm 19 inch, đèn pha LED thích ứng, lưới tản nhiệt ấn tượng hơn. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 10.25 inch, ghế ngồi bọc da, hệ thống âm thanh mid, đèn viền nội thất. Riêng biến thể AWD có thêm điều hòa không khí hai vùng độc lập và ghế trước có thông gió. Khách hàng tậu Volkswagen Taos 2022 phiên bản S và SEFWD có thể chi thêm 995 USD khoảng 22 triệu để mua thêm gói eDrive giúp bổ sung thêm một số trang bị an toàn. Với phiên bản SE, nếu lựa chọn la răng màu đen, người mua phải đầu tư thêm 395 USD khoảng 9 triệu. Trong trường hợp tậu phiên bản SE và SL muốn có thêm cửa sổ trời toàn cảnh, khách hàng phải bỏ ra 1.200 USD khoảng 27 triệu. Tất cả các phiên bản của Volkswagen Taos 2022 đều được trang bị động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 1.5 lít cho công suất tối đa 158 mã lực và mô men xoắn cực đại 250 Nm. Biến thể FWD dùng hộp số tự động 8 cấp, còn biến thể AWD dùng hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp. Xe cộ.xx.